Phùng Thiệu Phong hẹn hò cô gái trẻ lúc đêm khuya, Triệu Lệ Dĩnh bị xâm phạm đời tư nghiêm trọng. Những ngày qua, Phùng Thiệu Phong và vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trong khi nam diễn viên bị tóm sống đi chơi cùng một cô gái trẻ lúc nửa đêm, thì Triệu Lệ Dĩnh lại bị một tay săn ảnh làm cho khốn đốn. Ngày 17 tháng 6, 163 đưa tin Phùng Thiệu Phong bị bắt gặp đi ăn cùng cô gái trẻ ở Hoành Điếm, Chiết Giang. Nam diễn viên tỏ vẻ thận trọng, đeo khẩu trang, không để lộ mặt. Cô gái đi cùng tài tử sinh năm 1998 được miêu tả ngoại hình ưa nhìn, nữ tính và trẻ trung. Theo 163, cuộc gặp gỡ diễn ra vào đêm khuya chỉ có Phùng Thiệu Phong và người phụ nữ. Người đi trước, người đi sau đến chỗ hẹn để tránh gây chú ý. Truyền thông và khán giả nghi vấn Phùng Thiệu Phong có bạn gái mới sau đổ vỡ hôn nhân. Hiện phía nam diễn viên chưa phản hồi về tin tình ái. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn. Vào tháng 4 năm 2021, con trai tưởng tượng của họ do ông bà nội chăm sóc vì hai diễn viên đều bận rộn đóng phim. Triệu Lệ Dĩnh được chồng cũ tạo điều kiện thăm nom con, cả hai đều mong muốn tưởng tượng nhận được đầy đủ tình yêu của bố mẹ. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tập trung cho sự nghiệp, họ không bị bắt gặp có đối tượng mới hay vướng tin đồn tình ái. Theo Sina, hai diễn viên giữ mối quan hệ tốt khi chia tay, do vậy Triệu Lệ Dĩnh từ chối tái hôn với chồng cũ. Phùng Thiệu Phong nổi tiếng với vai Bác A-ca trong loạt phim Cung Tỏa Tâm Ngọc. Anh còn được biết đến qua Lan Lan Vương, Tây Diêu Ký, Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh, Vương Quốc Ảo, Địch Nhân Kiệt, Minh Lan Truyện. Vừa qua, nam diễn viên có phim Thanh Diện Tu La phát hành trực tuyến. Anh hiện còn các phim như Anh Hùng Bình Phàm đóng chính với Lý Băng Băng và phim điện ảnh Poppy Love hợp tác cùng Cổ Lực Na Trác, Lạc Mục Dương Tử, Lưu Dĩ Hào chờ ra mắt. Ở một diễn biến khác, trong khi Phùng Thiệu Phong gây xôn xao vì đi chơi cùng cô gái trẻ lúc đêm khuya, thì Triệu Lệ Dĩnh lại gặp rắc rối, cô bị một tay săn ảnh xâm phạm đời tư nghiêm trọng. Cụ thể, ngày 17 tháng 6, Sina đưa tin tay săn ảnh Trương Tiểu Hàn chia sẻ video Triệu Lệ Dĩnh luyện tập võ thuật trong bộ phim cổ trang Giữ Phượng Hành. Đáng chú ý, người này đăng video với tiêu đề "Làm paparazzi bây giờ khó thật, còn phải chui vào ngăn tủ mới chụp được". Bài đăng của Trương Tiểu Hàn nhận chỉ trích của công chúng, họ cho rằng đây là hành động quấy rối, chụp trộm, xâm phạm đời tư nghiêm trọng. Triệu Lệ Dĩnh có thể kiện Trương Tiểu Phàm được không? Hôm nay cô ta chụp ảnh luyện tập, ngày mai sẽ chụp ảnh thay quần áo. Như thế này là phạm pháp, xâm phạm đời tư rồi còn gì, ghê quá, không khác gì fan cuồng đeo bám. Nhiều bình luận chỉ trích Trương Tiểu Hàn nhận được hàng nghìn lượt đồng tình. Trước sự chỉ trích của công chúng, Trương Tiểu Hàn đã xóa video, giải thích rằng cô chụp Triệu Lệ Dĩnh khi vừa bước từ cửa vào, song lời giải thích không được chấp nhận. Theo Sina, Trương Tiểu Hàn là tay săn ảnh nổi tiếng chuyên chụp trộm các nghệ sĩ nổi tiếng. Blogger này từng bị các ngôi sao như Lộc Hàm, Quang Hiểu Đồng, Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long kiện vì đưa thông tin không xác thực. Hồi tháng 2, cặp đôi Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi đệ đơn kiện Trương Tiểu Hàn tung tin sai sự thật, phỉ báng danh dự của họ. Theo đại diện của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi, Trương Tiểu Hàn đã phát hành nhiều mẫu truyện tranh có nội dung hư cấu bịa đặt về đời sống riêng tư, ảnh hưởng đến danh tiếng hai diễn viên. Trong đó, Trương Tiểu Hàn tung tin Ngô Kỳ Long phải lòng nữ trợ lý có con riêng khiến Lưu Thi Thi đưa ra quyết định ly hôn. Trương Tiểu Hàn còn vẽ tranh ám chỉ Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò Hoàng Cảnh Du, Dương Dương và Lý Thấm có tình cảm. Dựa trên những lời bóng gió của blogger này, không ít ngôi sao đã chịu tai tiếng. Theo Sina, tại Trung Quốc có nhiều tay săn ảnh hành nghề chụp trộm người nổi tiếng để bán tin tức, bán ảnh với giá từ vài tệ một bức. Những kẻ này cố tình chụp các khoảnh khắc hớ hên của nghệ sĩ nữ hoặc chọn những góc phản cảm như từ dưới váy lên để kiếm được nhiều tiền hơn. Triệu Lệ Dĩnh vừa khai máy bộ phim cổ trang Giữ Phượng Hành, cô hợp tác lần hai với Lâm Canh Tân. Vợ cũ Phùng Thiệu Phong dành nhiều tháng để luyện tập võ thuật múa thường.